xưa thì thám tử Linh Nhí Nhố đã tìm ra được một chiếc sạc với giá chỉ bằng một nửa mà đẹp không kém cạnh gì đối với những chiếc sạc mà tôi đã từng review, mà hiệu năng lại còn tốt nữa cơ. Chiếc sạc dự phòng 20.000 mAh 66W Mafi ngày hôm nay mà mình đang có trên tay sẽ cho các bạn trải nghiệm thế nào gọi là hào quang rực rỡ cùng thế giới phụ kiện. Không thể phủ nhận là chiếc pin sạc này có một thiết kế rất đẹp và ấn tượng, nhưng mà cũng không còn quá là mới mẻ nữa, bởi vì mình và team đã từng trên tay kha khá những sản phẩm có thiết kế trong suốt theo xu hướng như thế này rồi. Vẫn là một thiết kế trong suốt, nhưng mà thay vì có thiết kế là phần bo tròn mềm mại như những chiếc pin sạc mà mình đã từng review trước đây, thì chiếc pin sạc trong suốt 66W này có một thiết kế vuông vức hơn này, mạnh mẽ hơn này. Bộ vi mạch bên trong thì thiết kế cực kỳ công nghệ và gọn gàng. Và bộ vi mạch này cũng chính là bộ vi mạch để có thể hoạt động cho chiếc pin sạc của chúng ta, chứ không đơn giản chỉ là thiết kế để cho đẹp đâu nha. Đúng là phải nói là 10 phân vẹn 10, vừa đẹp mà còn vừa hữu dụng nữa cơ. Thiết kế đã tạo cho mình rất nhiều cảm hứng là không biết là sẽ xài con sạc như thế nào. Vậy thì không biết phần hiệu năng có được như chúng ta mong đợi hay không. Chiếc pin sạc này theo mình đánh giá là có một thiết kế khá là to khi mà chúng ta cầm trên tay như thế này. Nhưng mà cũng phải thôi, bởi vì trong chiếc pin sạc này của chúng ta đã có một viên pin lên tới 20.000 mAh. Và mình nghĩ là đối với dung lượng pin như thế này thì sẽ rất là phù hợp đối với những anh em là chúng ta hay phải mang sạc ra bên ngoài nhiều này, hay phải đi những chuyến đi xa mà không tiện cắm sạc này, thì cũng vô cùng là tiện lợi luôn. Mà ngoài ra, đối với dung lượng lớn như thế này thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng đến việc là cắm quá nhiều thiết bị cùng một lúc nữa. Và phải nói đây là một chiếc pin sạc đánh lừa người tiêu dùng nhất mà mình từng thấy. Bởi vì nếu không tìm hiểu qua hoặc là nếu không xài qua thì cứ nghĩ là con số 66W ở đây là chỉ số công suất sạc 66W. Nhưng mà thực chất đây chỉ là một cái tên của chiếc pin sạc mà thôi. Đây cũng là một chiếc pin sạc khá là đa năng khi mà sở hữu tận 3 cổng cắm, gồm một cổng USB-C với công suất sạc ra là 20W nè. Rất phù hợp để cho anh em chúng ta sạc nhanh chiếc điện thoại của mình, sẽ giảm thiểu được kha khá cái tình trạng mà chúng ta vừa dùng vừa sạc, ảnh hưởng đến viên pin điện thoại về lâu về dài. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có thêm hai cổng sạc USB-A đều có công suất sạc là 18W. Và mình có thử sạc 2-3 thiết bị cùng một lúc đối với chiếc pin sạc nhà Mafi này, và mình thấy là tình trạng có vẻ là nóng lên kha khá. Và điều này sẽ rất dễ gây khó chịu cho anh em nào mà chúng ta sử dụng lâu dài, điển hình là bản thân mình đây. Tuy nhiên thì mình không thể phủ nhận là hiệu năng của chiếc pin sạc này không bị ảnh hưởng gì. Thiết kế trong suốt, công nghệ thì đã không có gì phải bàn cãi rồi. Ngoài ra thì mình còn thấy là chiếc pin sạc này không có một chi tiết thừa nào. Và các điểm nhấn vàng trên thân sạc, trên cổng cắm như thế này hay là trên những cọng quai đeo tiện dụng thì đều làm rất là chỉnh chu, bắt mắt. Kiểu nhìn vào là bị thu hút ngay, đặc biệt là khi mà bật đèn lên. Và điểm cộng cực kỳ lớn trong thiết kế đáng đồng tiền bát gạo này là chiếc pin sạc này có tích hợp dải đèn LED cực kỳ sáng như thế này nữa cơ. Đã vậy lại còn có thể thay đổi tận 3 nấc tăng độ sáng của đèn và một chế độ nhấp nháy đèn như thế này nè. Mình phải thừa nhận rằng là chế độ đèn ở trên chiếc pin sạc này có tính ứng dụng cực kỳ cao. Khi có thể biến chiếc pin sạc dự phòng của chúng ta ngoài chức năng sạc ra thì còn có thể dùng làm đèn pin cho những lúc mất điện này, hay là những lúc đi dã ngoại bên ngoài mà quên mang đèn pin này. Và ngoài ra thì nó còn có thể trở thành một chiếc đèn ngủ khi bật ở chế độ sáng thấp nhất, tuy nhiên là sẽ hơi ấm lên một xíu khi bật lâu. Và với chế độ nhấp nháy đèn thì chúng ta còn có thể dùng chiếc pin sạc này như một chiếc đèn báo hiệu khi mà cần nhờ giúp đỡ trong những trường hợp khẩn cấp nữa cơ. Có một điểm mà tôi quên chưa nói là chiếc pin sạc của chúng ta sẽ có một bảng LED hiển thị số phần trăm pin còn lại ở đây để giúp cho ông bà có thể sạc kịp thời cho chiếc pin sạc dự phòng của chúng ta. Tóm lại, loanh quanh trong tầm giá 350 với một thiết kế vô cùng đẹp mắt, độ hoàn thiện chỉnh chu và những tính năng đèn tích hợp bên trong con sạc này cũng như là có chế độ sạc nhanh, thì mình nghĩ là không có chiếc pin sạc nào có thể rẻ qua con này được đâu. Ok, và đó là tất tần tật những gì mình có về chiếc sạc 20.000 mAh của nhà Mafi này. Và nếu bà nào có quan tâm chiếc sạc này cũng như là yêu thích những món phụ kiện độc lạ và yêu thích chiếc video này giữa muôn ngàn chiếc video ngoài kia, thì đừng quên hãy nhấn một like, một follow cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Love you.